Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 18 giờ và quý vị đang cùng đến với chúng tôi trong chương trình chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2015. Tôi là biên tập viên Vi Dung. Tôi là Thanh Huyền và ngay sau đây như thường lệ, ở phần đầu chương trình xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Miền Bắc ngớt mưa từ chiều nay, sang ngày mai người dân sẽ được hưởng ngày cuối tuần với thời tiết ấm dần, trời hưởng nắng. có cách làm tương tự nhau nhưng trong khi kim chi của người Hàn Quốc đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của thế giới thì dưa muối cà muối của Việt Nam vẫn chẳng được ai biết đến nhìn rộng ra cách quảng bá văn hóa du lịch giống như người Việt vẫn trung thành với quan điểm thiếu xả tự nhiên hương mà thiếu cách thức để nâng tầm những nét đặc sắc của đất nước mình sau khi gây chấn động với tuyên bố sẽ đóng góp 99% tài sản để làm từ thiện. Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg bị nghi ngờ là chỉ giả vờ để trốn thuế và tỷ phú 31 tuổi này đã ngay lập tức có lời giải thích. Người dân miền Bắc trong đó có Hà Nội tiếp tục có một buổi sáng rét mướt ẩm ướt khi mưa giả dích trong suốt cả buổi sáng. Tuy nhiên tin vui là bắt đầu từ chiều nay cho đến ngày mai, mưa đã ngớt và trời dần tạnh giáo, còn nhiệt độ thì tăng dần, rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi vào cuối tuần. Từ trưa nay, mưa đã ngớt, thậm chí đôi lúc hửng nắng, đường phố đã khô ráo hơn so với buổi sáng. Người dân không còn phải lụp sụp áo mưa khi ra đường. Tuy nhiên phải sang đến ngày mai thì trời mới tạnh giáo hoàn toàn, có nắng trở lại sau 4 ngày âm u. Ngoài ra trong đêm nay và sáng mai, một đợt gió mùa đông bắc với bản chất khô sẽ bổ sung xuống nước ta và Bắc Bộ sẽ khô giáo trở lại với độ ẩm chỉ dưới 60%. Đi theo đó là nắng sẽ xuất hiện trở lại cùng với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ sẽ tạo nên cảm giác ấm áp hơn cho người dân trong hai ngày tới. Tuy nhiên về đêm, nhiệt độ vẫn ở mức thấp dưới 15 độ nên trời vẫn rét. Người dân cần chú ý để đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng hanh đặc trưng đầu đông ở miền Bắc. 15 giờ chiều nay ngày 5 tháng 12, tuyến cao tốc được xem là hiện đại nhất Việt Nam, đó là Hà Nội – Hải Phòng đã chính thức thông xe, đưa vào khai thác. Tuyến đường sẽ kết nối các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Hồng, tạo thành trục liên kết phát triển kinh tế xã hội và rút ngắn thời gian từ Hà Nội đi Hải Phòng, còn 1 giờ thay vì là 2,5 giờ như trước đây. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng dài 105 km, điểm đầu giao cắt với vành đai 3, cách cầu Thanh Trì 1 km về phía Bắc Ninh, thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. Điểm cuối dự án tại cảng Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng có tổng vốn đầu tư là 45.000 tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên trong cả nước có 6 làn xe, 2 làn rừng khẩn cấp với nhiều trang thiết bị công nghệ mới hiện đại. Cao tốc đi qua 4 khu vực dân cư có bố trí hệ thống cách âm để giảm tiếng ồn. Sau thông xe, mức phí được chủ đầu tư áp dụng là 1.500 đồng trên 1 km, được thu phí theo hình thức thu phí kín và tính theo quãng đường thực tế xe di chuyển. Theo đó, mức phí toàn tuyến thấp nhất cho mỗi lượt xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn là 160.000 đồng và cao nhất là 840.000 đồng cho xe tải trên 18 tấn hay là xe container. Vâng, tuyến đường này không chỉ là cao tốc hiện đại nhất ở Việt Nam mà còn có nhiều cái nhất cái lần đầu tiên khác nữa được áp dụng. Ví dụ như là phương tiện đi vào trạm thu phí thì sẽ dừng lại và nhấn nút lấy thẻ trong máy phát tự động. Và sau khi nhận thẻ thì barrier sẽ tự động mở cửa cho xe đi qua. Và theo dữ liệu ở trên thẻ thì nhân viên thu phí tại cửa ra sẽ tính mức phí rồi thu tiền và in hóa đơn cho khách hàng. Nếu như lái xe làm mất hoặc làm hỏng thẻ thì sẽ phải bồi thường 200.000 đồng. Vâng, ngoài ra thì hệ thống camera quan sát dọc tuyến gồm có 58 camera tự động quay quét có bán kính quan sát ở trên 1 km, có thể phóng to 32 lần, có cơ chế chống rung, do đó mà từ trung tâm điều hành tuyến đường thì có thể quan sát tất cả các hoạt động trên đường cao tốc, theo dõi luồng phương tiện, cảnh báo ùn tắc, sự cố để có phương án trợ giúp. Bên cạnh đó thì đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng còn bao gồm hệ thống các trạm cân thông minh. Đó là các trạm cân tàng hình đã được lắp trên những trạm thu phí và khi các xe quá tải thì sẽ có hệ thống đường dẫn ra để phương tiện tự lưu thông ra khỏi tuyến đường do bị từ chối phục vụ hết sức khoa học và ưu việt. Độ chính xác của các cân điện tử kiểm tra tải trọng là trên 95%, thậm chí là 97%. Sáng nay mùng 5 tháng 12, theo thông tin từ Đảng Bộ Thị xã Cửa Lò, Nguyên trưởng phòng giáo dục Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An sẽ bị buộc thôi chức thị ủy viên phải bàn giao công việc cho người kế nhiệm và xuống làm chuyên viên bởi vì không nhận quyết định luân chuyển công tác lên vị trí cao hơn. Trong cuộc họp với Ban thường vụ thị ủy, ông Nguyễn Văn Tuân, nguyên trưởng phòng giáo dục thị xã Cửa Lò, vẫn báo lưu quan điểm không nhận quyết định luân chuyển làm bí thư phường Nghi Thu và bày tỏ nguyện vọng làm việc trong ngành giáo dục. Dự kiến ngày 7 tháng 12, Ủy ban kiểm tra thị ủy Cửa Lò sẽ ra quyết định kỷ luật với ông Tuân. Hình thức xử lý dự kiến là chuyển xuống làm chuyên viên phòng giáo dục cho thôi thị ủy viên. Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuân được điều động sang làm bí thư đảng ủy phường Nghi Thu, nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 27 tháng 11. Nhưng đến nay, ông Tuân vẫn ngồi tại phòng giáo dục, khước từ chức vụ cao hơn dù nằm trong diện quy hoạch làm phó chủ tịch ban nhân dân thị xã Cửa Lò. Được biết là cũng trong ngày 27 tháng 11, ông Phùng Đức Nhân, nguyên là bí thư đảng ủy phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, được bổ nhiệm làm trưởng phòng giáo dục và đào tạo thay cho ông Tuân. À, tuy nhiên thì dư luận lại hết sức băn khoăn vì là ông không có nghiệp vụ chuyên môn sư phạm. Nhiều nhà quản lý giáo dục có thâm niên tại Nghệ An thì cũng bày tỏ lo lắng rằng là giáo dục là ngành rất đặc thù. Chỉ cần một thời gian không cập nhật là cách giảng dạy, bài giảng, phương pháp sư phạm đã đổi mới. Đó là chưa nói làm trưởng phòng giáo dục thì phải đi chỉ đạo thanh tra, chấm giáo viên giỏi, dự giờ, rồi nhận xét tức là rất nhiều công việc nếu không có kiến thức thì cũng khó để người khác có thể tâm phục khẩu phục Vâng, cách đây mấy ngày thì tôi cũng đọc được về trường hợp một giảng viên đại học ở Cần Thơ từ chối quy hoạch hiệu phó để tập trung nghiên cứu khoa học cho nên bị chuyển sang phòng đào tạo. Và trước đó thì cũng có trường hợp một bác sĩ đã từ chối làm trưởng khoa vì nghĩ rằng mình chưa đủ khả năng nhưng sau đó lại bị buộc phải thôi việc. Và giờ thì lại đến trường hợp của thầy Tuân và những trường hợp này khiến tôi rất băn khoăn. Tại sao lại xin không làm lãnh đạo, xin không thăng chức mà lại bị kỷ luật? phải chăng ở ta thì nhất là trong cơ quan nhà nước ai ai cũng đi làm vì mục tiêu thăng quan tiến chức nên hệ ai không muốn thăng chức là bị coi là thần kinh có vấn đề cứng đầu nên bị ghen ghét chủ dập à, vâng chỉ có ở trong chăn thì mới biết là chăn có giận như thế nào chỉ có những người ở trong cuộc thì mới biết được lý do vì sao mà họ nhất quyết là không chịu thăng chức nhưng dù sao thì những chuyện này cũng làm cho tôi liên tưởng đến một cái câu nói đó là ở đất nước, nước của người gù thì ai thẳng lưng người đó là dị dạng liên quan đến vụ việc một cô giáo ở Long An bị đề nghị xử lý kỷ luật vì chê cầu sập trên Facebook cá nhân, ngày hôm nay địa phương xảy ra sự việc này là xã Tân Hiệp, huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An đã chính thức có lời xin lỗi tới cô giáo. Theo ông Trần Ngọc On, bí thư Đảng ủy xã Tân Hiệp cho biết, trong ngày hôm nay Đảng ủy xã này đã đến gặp trực tiếp cô Dương Hải Âu để xin lỗi cô cùng nhà trường. Đảng ủy xã cũng không hạ một bậc xếp loại mà vẫn giữ nguyên loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô Hải Âu cũng không cần phải làm kiểm điểm với nhà trường như đề nghị trước đó. Trước đó cô Âu đăng một bài viết trên Facebook cá nhân bày tỏ bức xúc về một cây cầu dân sinh trên địa bàn bị hư hỏng mà không ai khắc phục khiến cho một giáo viên ngã xe và bị thương. Vì việc này cô Âu bị Đảng ủy xã này hạ một bậc đánh giá chất lượng đảng viên và bị đề nghị viết kiểm điểm vì phát ngôn trên Facebook. Và ông Bí thư xã thì cũng khẳng định là sắp tới Đảng ủy xã này cũng sẽ tạo điều kiện cho cô Hải Âu công tác tốt và sẽ không có chuyện là cô này bị trù dập hay là gây khó dễ qua vụ việc này. Bên cạnh đó thì trong cái rủi cũng có cái may là Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Hóa sau khi biết sự việc đã khẳng định là sẽ chỉ đạo sớm khắc phục cây cầu hỏng để người dân và các giáo viên có thể đi qua được an toàn hơn. À, vâng đây thì cũng không phải là lần đầu tiên những bình luận trên mạng xã hội của người dân có ý định phản biện một số vấn đề tại địa phương bị các cơ quan quản lý đề nghị xử lý kỷ luật. Trước đó ở An Giang thì ba cán bộ chê chủ tịch tỉnh cũng đã bị đề nghị xử phạt cảnh cáo, thậm chí là bị đề nghị phạt tiền lên đến 5 triệu đồng. Trước phản ứng của dư luận thì sau đó lực lượng chức năng ở An Giang cũng đã phải thu hồi những quyết định xử phạt vô lý này. Tôi thì có cảm giác là các vị lãnh đạo ở một số địa phương ở ta thì đang quá nhạy cảm, thậm chí là e ngại mạng xã hội và có lẽ chính vì sức lan tỏa rất nhanh và rộng của mạng xã hội nên là họ sợ là một thông tin không tốt về mình được đăng lên và cả nghìn cả vạn người khác cùng biết, do đó mà họ tìm cách dùng công cụ hành chính hoặc là các biện pháp kỷ luật để có thể ngăn chặn. Tuy nhiên thì những vụ việc vừa qua đã cho thấy cách làm này là vô cùng ấu và đã thất bại hoàn toàn. Với số tiền quyên góp được xem là kỷ lục từ trước đến nay, quyết định quyên góp 99% tài sản để làm từ thiện của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã gây được sự chú ý của thế giới, song cũng tạo ra những luồng dư luận rất đa dạng. Và trước những ý kiến hoài nghi rằng việc làm của mình chỉ là chiêu trốn thuế, nhà đồng sáng lập mạng xã hội lớn nhất thế giới đã lên tiếng phản hồi. Tranh cãi bắt nguồn từ thực tế quỹ sáng kiến Chan Zuckerberg, nơi mà ông chủ Facebook định quyên góp 99% tài sản, vốn là một công ty trách nhiệm hữu hạn, chứ không phải là một tổ chức phi lợi nhuận. Cấu trúc này giúp vợ chồng Mark có quyền toàn quyền sử dụng nguồn tiền, kể cả đầu tư vào các doanh nghiệp xã hội vì lợi nhuận hoặc hỗ trợ các hoạt động chính trị. Điều này dẫn đến tranh cãi rằng đây chỉ là cách để ông chủ Facebook tránh khoản thuế phải nộp. Và trước nghi vấn này, Mark Zuckerberg đã phải giải thích rằng việc thành lập công ty sẽ giúp anh theo đuổi nhiều dự án vì cộng đồng hơn. Thay vì lập quỹ truyền thống, mô hình này sẽ giúp họ có sự linh hoạt tối đa khi hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, thực hiện các khoản đầu tư tư nhân và tham gia các cuộc tranh luận chính sách. Mục tiêu cuối cùng của những hoạt động này đều là tạo ra ảnh hưởng tích cực với xã hội trên thực tế thì một tổ chức từ thiện sẽ phải được giám sát và tuân thủ một số quy định đồng thời thì hàng năm phải phân bổ một tỷ lệ phần trăm tài sản nhất định song thì công ty trách nhiệm hữu hạn mới của Zuckerberg không phải tuân thủ những quy định đó và cũng không có yêu cầu minh bạch nào do đó mà có nhiều chuyên gia đã hoài nghi rằng là liệu Zuckerberg thì có định hướng cho tất cả các quỹ trong công ty trách nhiệm hữu hạn của mình đi vào các hoạt động từ thiện thật hay không có ý kiến thì cho rằng là kiểu quyên góp từ thiện này đang trở nên phổ biến trong giới những người giàu có bởi vì khi mà không thích nữa thì họ vẫn có thể hướng nguồn tiền trong quỹ từ thiện đó vào mục đích đầu tư sinh lời cho bản thân. Tuy nhiên là cá nhân tôi thì thấy rằng lời giải thích của ông chủ Facebook cũng khá là hợp lý, bởi thay vì làm từ thiện theo kiểu là phân phát tiền lương thực để hỗ trợ người nghèo trong ngắn hạn thì Zuckerberg hướng đến những mục tiêu dài hạn hơn, thậm chí là có thể không thấy được lợi ích trong ngắn hạn, ví dụ như là đầu tư cho năng lượng sạch, vận động để chính phủ các nước ra những điều luật góp phần bảo vệ môi trường mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ giúp họ linh hoạt hơn trong việc vận hành quỹ. À, vâng thế thì mới thấy là việc làm từ thiện ở nhiều nước rất phức tạp, không phải là ai muốn thì cũng có thể làm được. Ở châu Âu và Mỹ thì cá nhân bị nghiêm cấm đứng ra quyên góp từ thiện. Nếu như cố tình thì có thể là bị quy tội lừa đảo, trốn thuế và bị nghiêm trị trước pháp luật. Để thành lập một tổ chức từ thiện không khó về mặt thủ tục tuy nhiên buộc phải tuân thủ các quy định chặt chẽ ví dụ như là bắt buộc phải có tối thiểu hai người cùng đứng tên chính thức họ được phép nhận tiền lương theo công sức của mình bỏ ra nhưng mà tuyệt đối là không được kiếm lợi nhuận trong các hoạt động của quỹ và mỗi năm thì đều có các công ty kiểm toán độc lập kiểm tra và chứng thực tài khoản công khai không phải như ở việt nam chúng ta là cứ chụp một cái ảnh rồi đăng lên facebook sau đó là kêu gọi mọi người ủng hộ tiền là mặc nhiên thành nhà từ thiện Ai cũng có thể kêu gọi làm từ thiện, đôi khi trở thành phong trào làm mất niềm tin của xã hội. La Bonne một trong những quán cà phê hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố tại thủ đô Paris của Pháp hôm 13 tháng 11 vừa qua, đã mở cửa trở lại kể từ ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Đây cũng là quán cà phê đầu tiên bị tấn công hoạt động trở lại kể từ sau thảm kịch. La Bière đã trở thành quán cà phê đầu tiên trong số 6 cửa hàng bị khủng bố tấn công mở cửa đón khách trở lại. Chủ cửa hàng đã thay thế toàn bộ cửa bằng kính chống đạn mới. Trần nhà được phủ lại một lớp sơn sáng màu. Nhiều khách hàng quen thuộc của quán đã ngay lập tức ghé thăm và chọn cho mình món đồ uống ưa thích. Theo quản lý của quán cà phê, dù nỗi buồn và ký ức về thảm kịch vẫn còn nguyên vẹn, bao trùm cả thành phố, song người dân Paris vẫn phải sống cuộc sống của mình và họ sẽ không sợ hãi trước các mối đe dọa khủng bố. La Bonnebie cũng thu hút hàng trăm người dân tề tiệu về đây để bày tỏ niềm tiếc thương, đồng thời cũng nâng ly nhằm xua tan đi sự sợ hãi và thể hiện tinh thần đoàn kết. Các quán cà phê khác dự kiến cũng sẽ mở cửa trong vài tuần tới. Sau một năm thi công cầm chừng, tuần tới, tòa tháp kinh đầm với chiều cao 1 km sẽ tiếp tục được xây dựng với sự tài trợ của các quan chức Saudi Arabia. Theo dự kiến, thì đây sẽ là tòa nhà trọc trời cao nhất thế giới. Theo đó, thì một số công ty nhà nước đã đồng ý tài trợ xây dựng tòa tháp chọc trời với độ cao chưa từng có này. Độ cao của Kingdom Tower là 999,7m, cao hơn độ cao của tòa tháp kỷ lục hiện nay là Burj Khalifa ở Dubai là 167m, gấp 2 lần so với tòa tháp Empire State và gần gấp gần 6 lần đài tưởng niệm Washington chính phủ Saudi Arabia đã thực hiện một kế hoạch chi tiết về việc xây dựng tòa tháp này. Theo kế hoạch thì công trình sẽ hoàn thành vào năm 2020. Hiện tại 26 tầng đầu tiên đã được xây dựng, một đài quan sát sẽ được đặt ở tầng số 157 của tòa tháp. Vốn đầu tư cho toàn bộ quần thể này lên tới là 2,2 tỷ đô la Mỹ và dự kiến để có thể hoàn thành vào năm 2020, số lượng thép cần sử dụng sẽ lên tới là 80.000 tấn và thêm 5,7 triệu mét vuông bê tông. Có tên khai sinh là Kingdom Tower, tòa tháp chọc trời này dự kiến là được xây khoảng 200 tầng với 60 mét chân đế nằm ở dưới mực nước biển. Và công trình được xây dựng sát biển vì thế các kiến trúc sư sẽ phải tính toán đến việc xâm nhập mặn cũng như là sức gió. Theo đó thì cứ sau vài tầng thiết kế bên ngoài sẽ được thay đổi độ lồi lõm, góc xoay nhằm hạn chế việc nó phải liên tục chịu những luồng gió thổi trực tiếp theo một hướng nhất định. Và việc đó thì được được đổ bê tông hóa cho tòa nhà cao tới 1 km thì cũng là thách thức với các công ty xây dựng. Toàn bộ quá trình này cũng sẽ phải thực hiện vào ban đêm để tránh cái nóng sa mạc sẽ khiến cho bê tông không thể đông lại hoặc là bị nứt vỡ. À, vâng những tòa nhà chọc trời thoạt nhìn thì rất là lộng lẫy xong khi mà sống ở đó thì cũng gặp phải nhiều khó khăn. Lấy ví dụ như là với Buri Khalifa, chiều cao khủng khiếp của tòa nhà này khiến cho cuộc sống của những người ở tầng cao nhất và thấp nhất khác biệt rất lớn, nhiệt độ chênh lệch là từ 5 đến 10 độ C, thời gian đón mặt trời mọc và lặn thì cách nhau cả tiếng đồng hồ. À, vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức từ sáng đến tối của chúng tôi và tiếp theo xin mời quý vị cùng mình giải lao trong giây lát. kim chi được xem như một trong những món ăn điển hình của ẩm thực Triều Tiên, có nguồn gốc hơn 2.000 năm trước. Kim chi trong tiếng Hàn có nghĩa gốc là rau củ ngâm. Được coi là món ăn điển hình cổ truyền của Hàn Quốc và Triều Tiên, kim chi xuất hiện từ nhu cầu lưu trữ thực phẩm trong mùa giá rét với cách làm đơn giản ban đầu là ướp rau củ tươi trong nước muối, dần dần đã được biến tấu thành món ăn với đa dạng gia vị. Và giờ đây, khoảng trăm loại kim chi với nhiều cách chế biến khác nhau. Năm 2013, món kim chi và nghệ thuật muối kim chi của Hàn Quốc đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Và ngày 2 tháng 12 vừa qua, danh hiệu này lại một lần nữa được tổ chức UNESCO trao cho nghệ thuật muối kim chi của Triều Tiên. quý vị quý vị đã trở lại cùng chúng tôi trong tiểu mục truyện tối nay. À vâng, à quý vị nhìn ở đây thì có thể thấy đây là món kim chi, một món ăn mà được công nhận là di sản thế giới. À và còn đây nữa. À, là món dưa muối rất là quen thuộc với những người dân Việt Nam chúng ta. Nếu như nhìn cảm quan thì quý vị có thể thấy là món ăn dân dã của chúng ta thì không được bắt mắt so với kim chi của Hàn Quốc. Tuy nhiên thì ít ai biết rằng là thủ ban đầu thì người Hàn Quốc cũng chế biến cái món kim chi không khác gì chúng ta cả, tức chỉ là loại rau muống thông thường không có ớt bột và nhiều loại gia vị như bây giờ. Thế nhưng mà theo thời gian cùng với sự xuất hiện nhiều loại gia vị thì người dân của xứ Hàn đã biến tấu món ăn này và khiến nó trở thành một nét văn hóa, một nghệ thuật thậm chí là thành biểu tượng quốc gia như là hiện nay. Trong khi đó thì dưa muối của chúng ta cũng xuất phát điểm là món ăn dự trù cho những ngày giá rét, khan hiếm thực phẩm cũng gắn bó với gắn bó rất là mật thiết với đời sống của những người dân Việt Nam. Nhưng mà dưa muối của chúng ta thì mãi không thể là một quốc hồn quốc túy của dân tộc. À, cũng giống như là rất nhiều sản phẩm văn hóa khác, trong khi với quốc gia khác thì họ có thể là nâng tầm trở thành báu vật quốc gia thì ở Việt Nam vẫn mãi chỉ là những món ăn, hình thức nghệ thuật à, hay là những thắng cảnh rất là bình thường. À, vậy thì vì sao lại như vậy? Chúng tôi muốn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này Nên là ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã mời đến trường quay một vị khách mời Đó là tiến sĩ Dương Văn Sáu là trưởng khoa văn hóa du lịch của trường Đại học Văn hóa Hà Nội Vâng, trước tiên rất cảm ơn ông vì đã đến với chương trình Vâng, thưa tiến sĩ Dương Văn Sáu, à, có lẽ là ông thì đã có cơ hội thưởng thức cái món kim chi của Hàn Quốc chưa ạ? tôi cũng đã từng thưởng thức kim chi tại Seoul Hàn Quốc. À thế ạ. À, vâng vậy thì tất nhiên là mỗi người thì có một cái cảm nhận về cái vị ngon khác nhau nhưng mà cá nhân ông thì ông thấy là nó có gì khác so với cái món dưa muối của Việt Nam chúng ta hay không? Theo cái cảm vị của tôi thì tôi thấy là kim chi Hàn Quốc cũng bình thường thôi và nó cũng không ngon gì hơn cái dưa chua của Việt Nam à, nhưng mà, mà trong đầu tôi luôn hiện lên một câu hỏi là câu hỏi là tại sao? Tại sao? Vâng. Tại sao một món ăn lại rất là nổi tiếng như thế này và nó cũng không có gì nhiều khác biệt so với cái món dưa muối của chúng ta đúng không ạ? À, vâng, thưa tiến sĩ, tại sao là có cùng một xuất phát điểm như nhau như chúng tôi đã nói ở, ở phần đầu. À, nhưng mà giờ thì kim chi của Hàn Quốc lại trở thành di sản văn hóa của thế giới. À, còn dưa muối cà muối của chúng ta thì vẫn à, có thể nói là chỉ quanh quẩn ở góc nhà hay là ở xó chợ mà thôi. Có thể nói là Việt Nam chúng ta vốn là có một cái truyền thống đó là một cái nền văn minh nông nghiệp và có là một cái nền văn hóa thực vật và cho nên chính vì thế mà trong ta đã sử dụng rất là nhiều các cái món ăn từ thực vật trong cuộc sống và so với các quốc gia ở đông bắc á trong đó có hàn quốc thì chúng ta và triều Tiện và 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 hàn quốc đều là các quốc gia được gọi là đồng văn đồng chủng à, cụ thể hóa ở đây là kim chi và dưa muối nó cũng rất là giống nhau thế nhưng mà trong cái chặng đường phát triển thì người hàn quốc đã vượt lên trên và đưa kim chi trở thành di sản văn hóa thế giới trong khi cái dưa chua của người Việt Nam của chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở góc độ gia đình và không được uh, uh, trả cho nó cái vị trí xứng đáng mà lẽ, lẽ ra nó có thể có. Ừ. Đó chính là cách nhìn nhận và cách uh, đối xử. Đối xử ở đây là trong một kép đối với những cái món ăn truyền thống của chúng ta. À, vâng thưa Dương Văn Sáu đó là tôi biết rằng là mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng mà ngoài câu chuyện về dưa muối của chúng ta và kim chi thì trong quá trình mà đi du lịch đến các cái vùng miền các cái cái đất nước khác nhau thì ông đã bao giờ nhận thấy rằng là đất nước chúng ta có nhiều điểm du lịch và nhiều nét văn hóa thậm chí là còn hay ho hơn các nước bạn rất nhiều thế nhưng mà vẫn không được nhiều người biết đến hay không thì có thể nói là đúng như thế và khi có đi ra nước ngoài mới thấy rằng là ô oh, hóa ra là nước mình cũng có rất nhiều cái thứ hay rất nhiều cái đẹp nhưng tại sao chúng ta lại chưa khai thác được hết những cái đó để để có thể thu hút nhiều khách quốc tế và câu hỏi đó có lẽ là lại quay trở lại hỏi lại chính chúng ta đã làm gì và làm như thế nào mà chúng ta chưa đạt được như, như mong muốn. Vâng và chúng ta sẽ còn trao đổi tiếp tục câu chuyện này ở phần sau của chương trình. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn mời tiến sĩ Sáu cùng đến với lý giải của một chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. Và chúng tôi đã đặt câu hỏi rằng tại sao Việt Nam chúng ta có nhiều tiềm năng sẵn có để phát triển du lịch sánh ngang với các bạn bè trong khu vực, nhưng chúng ta lại không làm được và đã nhận được câu trả lời thẳng thắn như thế này. Nếu như năm 2000, Campuchia chỉ đón hơn 400.000 lượt khách, thì năm 2014, con số này tăng hơn gấp 10 lần. Tại Lào, con số du khách đã tăng từ 700.000 lượt khách, đã tăng lên trên 4 triệu lượt sau 10 năm. Trong khi đó, du lịch Việt Nam đã mở cửa từ lâu, nhưng đến năm 2014 chỉ đón gần 8 triệu lượt khách quốc tế. Bất kỳ một cái biến cố gì do thiên tai, dịch bệnh, à, à, xung đột, chiến tranh à, thì đều có thể lập tức ảnh hưởng ngay đến cái à, hoạt động du lịch. Và dịch mất à, vừa qua tại Hàn Quốc và một số nước ấy, thì rõ ràng rằng lập tức là đã có ảnh hưởng. Dù trong 9 tháng đầu năm 2015, du lịch Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi, trong điều đó không có nghĩa đã giải quyết được những thách thức mà ngành du lịch đã và đang phải đối mặt. Đó là thực tế về cách làm du lịch theo kiểu ăn đồng thiếu tầm nhìn dài hạn. Các cái hiện tượng về chặt chém hoặc là theo đuổi du theo bám du khách thì cũng còn diễn ra và cũng vẫn còn là tương đối phổ biến. Cũng giống như tất cả thôi, sản phẩm là như vậy, dịch vụ là như vậy, tất cả giống nhau. Nhưng người này thành công hay không thành vấn đề chúng ta chỉ tìm được cái điểm nhấn, cái sự khác biệt phải là sự khác biệt một sức tự biết có thể nhỏ nhưng phải thật ấn tượng bây giờ để xử lý những cái đó thì theo chúng tôi là đúng là phải bắt đầu từ quy hoạch quy hoạch để làm sao chúng ta tạo ra đủ được cái năng lực về hạ tầng về cung ứng dịch vụ về nguồn nhân lực về dịch vụ để chúng ta đáp ứng cái điều này À vâng thưa tiến sĩ Dương Văn Sáu là tôi có một câu hỏi Đó là nhiều người bạn khách nước ngoài đến du lịch ở Việt Nam Thì họ rất là thích đi tìm hiểu văn hóa truyền thống của Việt Nam Và rất thích mua những sản phẩm ví dụ như là lụa hay là thổ cầm hay là mua nón lá Những thứ mà ở đất nước họ không có hoặc là rất, rất là thích nghe trèo nghe tuồng à, Tuy nhiên là ở Việt Nam chúng ta thì những thứ mà được gọi là văn hóa truyền thống đó Thì không những là không được quan tâm để làm cho phong phú, làm cho hấp dẫn thêm Mà lại còn bị mỗi ngày một mai một dần Vậy thì ông có cho rằng là chúng ta chưa đánh giá được đúng tiềm năng của những yếu tố văn hóa để trở thành một sản phẩm văn hóa đại diện cho đất nước hay không? Có thể nói đây là một cái câu chuyện lớn của ngành du lịch Việt Nam, có liên quan đến rất là nhiều cái lĩnh vực cả về cái thể chế cơ chế đến đường lối chính sách và những nhận thức của từng cái cá nhân một. Thì có thể nói là chính chúng ta cũng chưa đánh giá đúng cái cái sức mạnh của cái nội nộ lực văn hóa dân tộc và chính vì thế mà chúng ta chưa đưa ra được những cái giải pháp nó phù hợp, nó tương thích với cái nội lực đó. Thứ hai nữa là do cái truyền thống của chúng ta là đôi khi chúng ta là có cái tư duy là hướng ngoại và hướng tới những cái nền văn minh khác và chúng ta đôi khi là chính là xem thường, xem thường cái của chính mình, cho nên là chúng ta chưa chưa là chính mình trong cái quá trình hội nhập và đấy là một điều mà có thể nói nó nó, nó hơi, hơi hơi nặng một chút. Thế nhưng mà đấy là một điều cần thiết phải nói thẳng vào cái thực trạng của chúng ta hôm nay. Chúng ta chưa có những bước đi và biện pháp đúng để khai thác những cái sức mạnh của nó còn đang tiềm ẩn. Và cho nên những cái câu chuyện về slogan của Việt Nam là về đạp tiềm ẩn. Chúng ta chưa biết cách và nó vẫn còn bị chưa được phát triển cho nó đúng với cái vị thế và cái tiềm năng của nó. Vâng, à, tiếp tục cái câu chuyện là về ẩm thực cũng như là về um... À, cái ngành marketing uh, truyền thống hiện đại của chúng ta ngày nay thì tôi nhớ là có một người cha đẻ của ngành marketing hiện đại đó là Philip Kotler thì đã nói rằng là nếu Trung Quốc là công xưởng của thế giới, Ấn Độ là văn phòng của thế giới thì Việt Nam hãy là nhà bếp của thế giới. À vâng thế nhưng mà khi mà chúng ta thấy là người Thái thì phát triển cái hệ thống Thái food rất là rầm rộ và quảng bá rộng rãi trên thế giới thì trong khi đó Việt Nam của chúng ta có nhiều những cái ví dụ như là tôi chỉ thấy ví dụ như món phở chẳng hạn. À, rất là đặc trưng của Việt Nam và cũng rất là nhiều người biết đến khi mà du khách nước ngoài đến với Việt Nam thì cũng rất ưa thích cái món phở này nhưng mà nó mãi mãi vẫn là một cái món ăn mà gần gũi với chúng ta và cái sức quảng bá thì chưa được rộng vậy thì um, khi mà chúng ta uh, có phải là đang đang để những cái sản vật đó của mình những cái giá trị đó của mình trong cái trạng thái là hữu xạ tự nhiên hương mà chúng ta không biết làm bật giá trị của nó lên không? có thể nói là cái nền văn hóa Việt Nam nó cũng rất là phong phú và hấp dẫn nhưng mà nó có một cái tính là đó là nó hơi 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 trầm trầm ẩn đằng sau những cái vỏ ngoài như thế thì những giá trị của chúng ta nó ẩn chứa trong đó và cái quan trọng nhất là chúng ta chưa làm nổi bật được những cái giá trị tiềm ẩn đó đó nên như đấy à, chính vì thế mà à, đôi khi là chúng ta vẫn à, chạy theo những cái xu hướng của của, của các cái dòng khách mà chúng ta chưa làm nổi bật được lên cái giá trị của văn hóa Việt Nam. Văn trong đó thì văn hóa ẩm thực Việt Nam thì cực kỳ phong phú và tôi thì trong quá trình giảng dạy của mình thì tôi cũng muốn nói với sinh viên rằng là nói vui rằng là làm sao để cho dưa chua Việt Nam phải ngang sánh vai ngang bằng với kim chi Hàn Quốc làm sao để khoai lang Việt Nam phải ngang bằng và chiến thắng cái củ xâm 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 củ cải trong gạch kép của Hàn Quốc vâng. thì có thể nói là hãy bắt đầu từ những cái cụ thể như thế thì chúng chúng ta nếu có một cái biện pháp đúng thì chúng ta sẽ tạo ra được cái sự kích hoạt tăng trưởng và theo tôi thì cái đầu tiên phải bắt đầu từ nhận thức cái nhận thức thứ hai đó là phải có được những cái cơ chế chính sách nó xác định đúng và phải nhận phải nhận diện lại thương hiệu làm sao để cho những món ăn của chúng ta để nước ngoài để đăng ký bản quyền bản hiệu đấy cái đấy thuộc về những cơ quan nào chức bộ phận nào là phải có được xem lên ra lại để chúng ta để đăng ký thương hiệu và chúng ta nhận diện thương hiệu chúng ta đăng ký thương hiệu cái thứ hai nữa là chúng ta phải đưa vào trong trong các cái nghi thức về uh, giao tiếp đón tiếp du khách có thể trong các cái quốc tiệc quốc yến của chúng ta nên đưa những cái món ăn của chúng ta đó vào và cùng với đó thì sự xuất hiện nhiều lần nhiều nơi nhiều nơi và nhiều chỗ của các món ăn truyền thống ấy thì nó sẽ có phần quảng bá và marketing cho các món ăn của chúng ta trong và ở đây còn một điều nữa cũng cần phải nói thêm rằng à, vốn cái, cái cái văn hóa của chúng ta là một cái nền văn hóa thực vật như vậy chúng ta cần phải khai thác những cái giá trị của nó và vì du lịch là một hoạt động xuất khẩu tại chỗ khi du khách đến việt nam nhưng chúng đôi khi chúng ta lại phải nhập thực phẩm từ nước ngoài vào và như vậy đặt ra cái câu chuyện đó là về vệ sinh an toàn thực phẩm vấn đề về kiểm soát cái việc uh, xuất nhập khẩu và có như nào các món đồ ăn nước uống nào để cho du khách đến Việt Nam sử dụng các cái sản phẩm của vâng. người Việt Nam và khi thế chúng ta sẽ khai thác hiệu quả nhiều mặt vâng. trong đó tức là chúng ta là có rất là nhiều cái biện pháp mà cần phải làm đúng không ạ vâng, rất, vâng, nhiều rất cảm pháp. ơn những kiến chia sẻ của tiến sĩ trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay à, vâng thưa quý vị không biết là câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi thì có làm cho quý vị suy nghĩ hơn một chút khi mà ngồi bên cái mâm cơm của mình ngày hôm nay hay không Chúng ta có món dưa cà muối Ca dao ta thì có câu là Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cả dầm tương Ẩm thực của chúng ta đặc sắc thật À, chúng ta cũng luôn tự hào về văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Xong có lẽ là đã đến lúc cần phải biến những tình cảm đó trở thành hành động, chiến lược bài bản và khoa học Để có thể quảng bá, làm lợi cho đất nước Kim chi và dưa muối khởi đầu cũng chỉ là món ăn dân dã Xong nếu biết cách nâng tầm, biết xây dựng kế hoạch phát triển, quảng bá Thì chúng ta có quyền mơ đến một ngày à, dưa cà ra bản của mình thì có thể trở thành đặc sắc cả thế giới biết đến vâng và một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ dương văn sáu cùng với cuộc trao đổi với biên tập viên vi dung vừa rồi về câu chuyện rất đáng suy ngẫm về dưa cà của việt nam và món kim chi của hàn quốc và thưa quý vị chương trình chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt